trầm hương vừa đốt khói thơm tỏa bốn phương trời. Phật cùng Bồ Tát khắp nơi đã về, xin cho chúng con thành tâm đảnh lễ các ngài, mong được sám hối bao nhiêu lỗi lầm ngàn xưa. Rồi vòng tâm đã dứt khắp pháp giới an lành, từ tha báo nhiễm màu ngân vang lời nói sâu xa. Thích Ca ngài đang thuyết pháp hòa, cho ngài nói đó là pháp chân thật. Vui mừng lòng con dựng tháp cung dường, ngưỡng mong từ tâm ngài thọ nhiếp lê vật chúng con. Trong niềm tin nhận bao nhiêu phước lành, nguyện đem hồi hướng khắp cung chúng sanh. Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam mô quá khứ đã bao phần, Nam mô đã bao Như Lai, Nam mô chứng tiên đã bao Phật. Chức sự trường hạ cùng thiền đường đại chúng. Thì trước nhất tôi xin thay mặt cho ban chỉ đạo an cư tới đây để mà vấn an sức khỏe của chư ni đang tu học ở tại tịnh nghiệp đạo tràng chùa Vĩnh Phước của chúng ta. Sau đây tôi có một số những cái gợi ý trong cái mùa an cư để cho các vị đây cùng suy nghĩ mà thực tập. Ở trong Phật giáo á, thì ta có chia ra Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển. Nhưng mà người tu hành á, chúng ta thì phải thấy nó có một cái nhất quán từ nguyên thủy mà cho tới phát triển, chứ không nên cục bộ. Cái cục bộ đó là phần lớn nghĩ rằng mình tu theo Phật giáo nguyên thủy hay là mình tu theo Phật giáo đại thừa. Rồi khi mà ở trong đại thừa đó thì quý vị lại chia ra là chúng ta tu thiền, chúng ta tu tịnh độ, chúng ta tu mật. Rồi ở trong đó là chia ra nữa đó, là bên đại thừa thì lại chia ra 20 tông phái khác nhau. Thì mỗi một tông phái như vậy đó, thì có một cái lập trường tu khác. Rồi đôi khi đó, chúng ta lại chống phá lẫn nhau.
thì đây là một cái sự sai lầm mà làm cho Phật giáo chúng ta băng hoại. Dù chúng ta tu bất cứ cái pháp môn nào thì chúng ta cũng nghĩ đó là pháp môn của Phật. Tất cả chúng ta đều là con của Phật, đều có một mục tiêu duy nhất là thành Phật. Nhưng mà người thành Phật trước hay là người thành Phật sau có khác nhau, đi bằng những con đường khác nhau, nhưng mà cuối cùng là chúng ta sẽ gặp nhau ở một cái điểm. Cho nên cái quan niệm này thì người ta mới xiết cái kinh Pháp Hoa thuộc về đồng quy giáo. Đồng quy giáo có nghĩa là tất cả các cái giáo lý của Đức Phật đồng quy về nhất Phật thừa. Đây là cái quan niệm mà của kinh Pháp Hoa. Cho nên cái người tu nắm được yếu chỉ này mà thực hành thì cái trường hợp đó chắc chắn chúng ta sẽ có chút. Tại vì tất cả các pháp, các pháp môn thì nhằm mục tiêu duy nhất là dẫn chúng ta tới Phật. Nhưng mà trên cái lộ trình đó là nó có khác nhau. Khác nhau là gì? Chúng sanh nghiệp thì nó nhiều. Tức là mỗi một người thì có một cái nghiệp riêng mà ta gọi là những hoàn cảnh riêng. Thì ở trong cái hoàn cảnh đó với con người đó thì phải sử dụng cái pháp môn đó để tu hành, chứ không thể khác nữa. Cái nghiệp này thường người ta ví nó như là bệnh. Bệnh thì nhiều thứ bệnh, cho nên bệnh nào thì sử dụng cái loại thuốc đó. Nhưng mà nhằm mục tiêu là gì? Tức là làm chúng ta lành bệnh, làm cho chúng ta lành bệnh. Thuốc nào cũng được, miễn là chữa lành bệnh thôi. Đây là các cái pháp môn tu. Cho nên khi mà còn là một chúng sanh thì chúng ta phải nương vào tất cả các cái pháp môn tu để mà chữa tất cả các cái bệnh nghiệp. Bệnh nào thì phải dùng thuốc nào. Vì vậy mà từ phàm phu mà đi lên thì cái con đường này nó không có một cái nào khác hơn là phải tu cái pháp Tư Thanh Đế là chính. Cho nên cái Phật giáo Nguyên Thủy là nói như thế. Mặc dù đây chúng ta tu pháp môn nào biết, nhưng mà hãy từ bỏ Tư Thanh Đế thì cái này chúng ta không vào cửa nào. Tại vì Đức Phật ứng hiện trên cuộc đời này, ứng hiện trong loài người chúng ta nhằm khai thị cho loài người chúng ta là chính. Mà khai thị cho loài người đó, đây là pháp Tư Thanh Đế. Đó là căn bản nhất. Cho nên cái pháp Tư Thanh Đế này trong kinh Pháp Hoa diễn dịch như thế này. Báo là ví như có một cái thế giới mù. Thế giới mù tức là tất cả mọi người đều mù hết, mà mù bẩm sinh, tức là vừa lọt lòng mẹ ra là mù. Thì bây giờ đã có một cái vị đạo sư nhìn thấy cái thế giới mù như vậy đó, mới thương xót, cho nên ngài mới sanh vào trong thế giới mù. Sanh vào trong thế giới mù này đó, nhưng mà ngài không mù. Đây là tiêu biểu cho Đức Phật. Đức Phật là người sáng mắt, còn tất cả chúng sanh là bị ngũ uẩn ngăn che cho nên mù. Thành chúng ta không thấy. Không thấy cái này có nghĩa là không thấy chân lý. Không thấy chân lý, chúng ta không thấy được cái nghiệp của chúng ta. Cho nên luôn luôn lúc nào ta cũng bị nghiệp nó hành hạ. Đây là trên con đường tu, đó là chúng sanh. Cho nên cái người tất cả đều mù hết, nhưng mà có một người sáng mắt. Thì cái người sáng mắt này mới thương xót những người mù này. Bảo rằng ngài đi lên tận trên núi tuyết. Tận núi tuyết này cái nghĩa là gì? Tức là Đức Phật trải qua 6 năm tu khổ hạnh, 5 năm tìm đạo. 5 năm tìm đạo, 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật là đi tìm thuốc
đi tìm cây cỏ thuốc và tạo thành thuốc để chữa cái bệnh mù mắt cho chúng ta. Đó là trên cái bước đường tu mà của Đức Phật đó là như thế. Thành ra Ngài lên núi tuyết, tức là chịu khổ cực tu hành để tìm ra được bốn cái loại cỏ thuốc. Bốn cái loại cỏ thuốc đó là gì? Tức là tư thanh đế, khổ, tập, diệt, đạo. Bốn loại cỏ thuốc. Thì đem về sử dụng bốn cái loại thuốc này đó mà tạo thành ra tất cả các cái thuốc khác nhau để chữa cho tất cả mọi người hết buồn. Đó là trên bước đường tu. Thế là chúng ta là những chúng sanh mà đuôi mù. Cho nên muốn được sáng mắt, muốn được thấy chân lý, muốn được thấy Phật, thì đương nhiên chúng ta phải tu cái pháp tứ thánh đế. Vì vậy đó mà kinh Pháp Hoa gọi cái pháp tứ thánh đế, hay là gọi cái tạng kinh nguyên thủy đó là gì? Ẩn mật Pháp Hoa kinh. Cho nên những người tu theo kinh Pháp Hoa cũng coi cái pháp tứ thánh đế này, cũng coi cái tạng kinh nguyên thủy này là kinh Pháp Hoa. Tại tất cả có một vị thôi, không có gì khác. Chúng ta không chê bên đó, ta gọi nó tiểu thừa, không phải. Tiểu thừa là người nào cố chấp thì người đã trở thành tiểu thừa. Còn giáo pháp đó, thì ẩn mật Pháp Hoa kinh có nghĩa là trong pháp tứ thánh đế nó có kinh Pháp Hoa trong, có kinh Pháp Hoa, có một cái hàm chứa cái nghĩa nhất thừa trong đó. Đó là cái chính mà khi chúng ta nhìn, cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa nhìn nó thoáng, nhìn tất cả đều là huynh đệ hết, trong phân biệt. Thì như vậy đó, trong cái tứ thánh đế này đó, để chữa sáng mắt cho người ta, để người ta chứng được cái quả La Hán, để cho người ta không bị ba thứ gọi là phiền não, trần lao và nghiệp chướng, ba thứ này quấy đậy. Cái pháp tứ thánh đế có cái công năng ấy, là làm sạch ba cái thứ nghiệp chướng, phiền não và trần lao. Thế nên trên cái bước đường tu này của chúng ta đó, thế nên bao giờ mà nghiệp chướng, phiền não và trần lao còn ở trong ta, còn gây khó khăn cho ta, thì cái trường hợp đó pháp tứ thánh đế vẫn cần. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nếu mà muốn đi thẳng vào Pháp Hoa thì cái trường hợp này đó, vượt qua cái pháp tứ thánh đế tức là nguyên thủy đó, thì cái trường hợp này ta đòi hỏi mình là phải đứng ở trên trình bát chánh đạo. Tây bát chánh đạo được coi như là cái đỉnh cao của kinh Pháp Hoa. Cái đỉnh cao của pháp tứ thánh đế là bát chánh đạo. Cho nên quý vị thấy đó, đây là tuần tự tu hành từ cái tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ y túc, ngũ căn, ngũ lực và thất vô địa phần, rồi mới tới bát thánh đạo phần. Cho nên bát thánh đạo phần là cái đỉnh cao của tứ thánh đế. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên cái kiểm chứng lại khi nào mà chúng ta đạt được cái trạng thái của bát chánh đạo này, hay là trạng thái niết bàn này nữa, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới đi vào kinh Pháp Hoa thực. Còn bây giờ nữa, chưa đạt cái trạng thái này mà chúng ta có tụng kinh Pháp Hoa nữa, thì coi như là chưa có thể thâm nhập được Pháp Hoa. Nên trong kinh Pháp Hoa cái phần đó là cái người mà nếu thực chứng quả là hán không tin kinh Pháp Hoa là điều đó không có. Cái người nói rằng mình chứng quả La Hán mà không tin kinh Pháp Hoa, đó là người tăng thượng mạng. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Thành ra đừng bao giờ rơi vào trong tăng thượng mạng. Đây tăng thượng mạng là gì? Tức là những người chưa được mà nói mình được, chưa chứng mà nói mình chứng. Coi mình là cái người đắc đạo, coi mình là bậc đạo sư, mình coi mình là cái người trên thiên hạ đó, thì cái chỗ này gọi là tăng thượng mạng. Thực chất của mình chưa có. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên lúc nào ta kiểm chứng lại ban bảy trợ đạo phẩm để tốt. Mà đặc biệt nhất là ở trong mùa an cư này, quý ni sư nên tự kiểm chứng lại. Kiểm chứng lại xem thử ra trong 37 trợ đạo phẩm này đó, tức là trong 37 cái thứ thuốc này đó, của Đức Như Lai chế ra
mà chúng ta đã sử dụng nó để trị được hết nghiệp chướng, phiền não và trần đau ta chưa? Hay khi nào mà chúng ta thấy còn sót cái nào đó thì ta tìm một cái loại thuốc nào đó trong 37 trời đất ta dùng. Cho nên kinh nghiệm tôi là tôi thường hay làm. Cho nên cứ hãy tới cái mùa an cư thì tôi luôn luôn kiểm chứng lại, xem thử coi phiền não trần đau và nghiệp chướng mình còn. Nếu còn đó, thì mình sẽ sử dụng, mở ra cái tủ thuốc, mở cái tủ thuốc của Đức Như Lai để lại đây, ta gọi là 37 trợ đạo phẩm, lấy ra để chúng ta chữa trị. Thì bây giờ nó mở ra để quý vị thấy cái gì trước nhất? Mở cái kho pháp bảo Đức Phật ra ta thấy gì? Mở ra đó, thì chỗ này cái cánh cửa vào đạo mà Đức Phật dạy chúng ta đây đó, là cái tứ niệm xứ quán này. Cái tứ niệm xứ quán này là cái bước ban đầu chúng ta kiểm tra xem ta có đạt thành ra cái quả này chưa. Trong bốn cái pháp quán tưởng này nữa, chúng ta có thuần chưa? Chúng ta có thực là trụ vào trong pháp không chưa? Đây là cái bước ban đầu. Nếu mà hãy ta nhìn lại nữa, ngã và pháp chúng ta còn nặng. Thế nên còn chấp ngã, còn chấp pháp ấy, thì cái trường hợp này đó là chắc chắn cái loại thuốc thứ nhất này nó còn sử dụng được và nên sử dụng nó. Cái việc chính ta này cho nên phải quán sát cho thật kỹ chỗ này. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã để chúng ta trụ vào không. Tức là coi tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này đó, cái gì rồi cũng hoàn không đó. Nghĩa là tất cả các pháp hữu vi này đó, mộng, quyển, bào, ảnh, bốn cái việc như vậy. Cho nên nó Hòa Thượng Thượng Hòa mà trước khi Ngài viên tịch thì Ngài có đọc lại cái bài kệ của Kinh Kim Cang mà chính tôi đã nghe. Tôi đứng bên cạnh Hòa Thượng và đừng nói với tôi thế này. Thành ra tôi trước đây chưa xuất gia thì tôi đã thọ trì Kim Cang. Thì tôi mới hỏi Hòa Thượng, nhưng mà trong Kinh Kim Cang bây giờ Hòa Thượng còn thọ trì đó. Thì Hòa Thượng nói với tôi này, tôi chỉ còn nhớ được bài kệ nhất thiết hữu vi pháp mộng viện bằng độ nhiệt người điên công tác người thị quán. Đây là bài kệ. Cho nên sử dụng cái bài kệ này hay là sử dụng cái pháp quán này để mà vượt ra khỏi ba cái thứ phiền não trần đau và nghiệp chướng. Nếu mà ta quán tưởng như vậy rồi đó mà thuần thục thì sao? Cái khi chúng ta có thân bệnh chúng ta cũng thấy bệnh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà ta có bệnh, tức là thân bệnh, thậm chí bệnh hiểm nghèo đi nữa, chúng ta cũng không có cảm giác là mình bệnh hiểm nghèo, hay thậm chí mình cũng không biết mình đang bệnh hiểm nghèo. Tại vì mình không để tâm chỗ này. Tại vì mình coi như đây là hữu vi pháp, cho nên không đáng để cho mình bận tâm. Đó là trên bước đường tu, cái này chúng ta phải tu. Cho nên có cái bệnh hiểm nghèo thì sao? Bây giờ ví dụ như mấy ni sư mà đi khám bệnh, người ta nói ni sư bị ung thư phải không? Nghe nói ung thư cái là thôi mất hồn mất vía, sợ quá. Thì như vậy nó là biết cả một cái quá trình tu chúng ta nó chưa có gì. Tức là cái cánh cửa thứ nhất là chưa bước vào được. Cho nên cái người mà đã trụ pháp không rồi đó thì sống chết ta coi như chuyện bình thường nhất. Đây là cái đỉnh mà cao nhất, chỗ mà sống và chết ta vẫn thấy đó là bình thường, ta coi như cái này không có. Còn nếu mà hạ thấp xuống một bước nữa đó, thì chúng ta đang những cái chúng ta đang kẹt cơm ăn áo mặc và chỗ gì, cái này ở
ở trong cái mức mà thấp nhất chúng ta phải vượt qua. Cho nên quý ni sư mà muốn tu cho có kết quả trong mùa hạ thì đừng bao giờ nghĩ tới cái việc này. Cơm ăn áo mặc và chỗ ở. Bây giờ đang nghĩ rằng đi về chùa Vĩnh Phước này là tu ở trong một cái đạo tràng mà do thành hội tổ chức, mà lúc bây giờ chỗ nghỉ như thế này làm sao tôi ngủ được, ăn như thế này làm sao mà sống được. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thì như vậy đó là chúng ta còn kẹt vật chất quá nhiều. Hãy ta còn kẹt vật chất như vậy đó thì dầu chúng ta tu cùng kiếp đi nữa cũng trở thành tăng thương mạng. Thế càng tu càng tăng thương mạng thôi. Cái nghiệp chúng ta nó càng tăng lên. Rồi lúc bây giờ đó ta mới nghĩ là tuổi hạ mình cao rồi. Nên tuổi hạ mình cao là cứ điếm cứ tính như này à, tôi thọ tỳ kheo ni giới từ năm nào mà tính tới năm nay mà tôi tới 40 hạ rồi mà bây giờ không thông cho tôi làm ni trưởng hả? Tức chết đi phải không? Sao ni sư kia được lên ni trưởng còn tôi không được? Đây là đoạn rồi, là tăng thương mạng. Cái người tu không buồn ăn tăng thương. Nhưng mà tôi nói đó là mấy cô tu nên không quan tâm cái này, nhưng mà ni sư quá chủ không quan tâm là không được. Người tu này đó là không được quan tâm. Nhưng mà những người trong ban chức sự phải quan tâm. Quan tâm cái gì? Quan tâm cho đại chúng tu. Không quan tâm cho ta, nhưng mà quan tâm cho đại chúng. Tại vì ta có cái phát tâm hay là phát nguyện làm chuyện này, lo cho đại chúng. Đại chúng tu hành tốt được. Đây là cái điều chính. Còn mọi người này không nên quan tâm. Cho nên ở trong Kinh Pháp Hoa có một câu rất dễ là không thích việc đời, cơm ăn là chỗ nghỉ, không bị tâm độc làm phiền, tâm họ là thiền, thân làm như Phật và nói pháp chân thật. Đây là cái trường hợp tôi tâm đắc nhất là cho cái hình thức nào cũng được hết. Nhưng mà lúc nào tâm chúng ta cũng luôn luôn lắng nghe, không bị cơm ăn áo mặc nó chi phối ta, nó không phiền. Đây là trên bước đường không chân. Nên nếu ai mà thân tu đấy thì phải luyện tập, phải luyện tập cho được. Thế tôi nó hồi nhỏ xuất thân từ một cái giai cấp nghèo nông dân, cho nên cái vấn đề ăn uống là cái chuyện mà quan trọng nhất trong cuộc đời. Tại người nông dân mà thích ăn thôi. Bây giờ đi vô chùa rồi còn cái bệnh, cái nghiệp luôn luôn cứ nhìn thức ăn và cứ nghĩ tới thức ăn. Thì như vậy chúng ta sẽ đoạn ngạ quỷ mất. Dù chúng ta có tu hành thiệt, có khoác áo sa môn gì nữa, nhưng mà người ta gọi là gì? Ta gọi là ma sa môn hay là ngạ quỷ. Đây là trên cái đường tu. Tại chưa thật là sa môn. Thành ra cái vị sa môn đó là tâm đứng yên, tâm là thiền. Tâm có là thiền. Thiền có nghĩa là cái tâm họ đứng yên được. Đây là trên bước đường tu. Tức là luyện tập làm sao cho cái tâm chúng ta đứng yên. Đứng yên cái này đó, là không cho khởi bất cứ một cái gì mà trong đó nặng nhất đó. Là cái, tức là cái nỗi buồn man mác sanh ra, cái nỗi lo sợ sanh ra, cái ham muốn sanh ra, cái đòi hỏi sanh ra, những cái này cho nên tâm luôn luôn đứng yên. Mà khi ta luyện tập cái tâm đứng yên thì ngay trong lúc mà tu về cái bữa ăn của chúng ta, mà cái khi không có cái gì ăn hết á, tới giờ ăn mà không có gì ăn hết ấy, chúng ta tự kiểm tra xem có cái tâm chúng ta có đau khổ, có buồn phiền,
có lâu ta còn cái này, nếu mà còn cái trạng thái này thì tâm chúng ta không yên được. Rồi nữa bữa mai tự nhiên người ta trai tăng có một đại thí chủ họ đem tới, họ trai tăng cho nên cái thức ăn dọn ra ê nhiều quá đi. Chúng ta có khởi tâm, chúng ta có khởi tâm vui mừng, có thích ăn cái gì. Đây là tên bước đường tôi. Cho nên tôi hồi nhỏ tôi cố gắng tôi tập, tôi cố gắng tôi tập. Rồi sau lần lần nó quen đi, nó quen đi thì có thức ăn cũng như là không có thức ăn, cái tâm mình cũng thức ăn. Tại vì chúng ta có cái quan niệm là đại chúng ăn người ta ăn gì? Đây là cái chính, tại người ta ăn gì? Cho nên người ta ăn cái gì mình ăn cái đó. Có thức ăn cũng vậy, mà không có thức ăn cũng vậy. Hay cái tâm mình còn khởi lên thì quý vị nếu mà dám tu đến thì dám lật ngược lại để phá cái tâm này. Phá rồi. Tại khi nào mà nó thấy thức ăn ngon hết, mà nó muốn ăn, mà muốn ăn nhiều nữa, thì cái trường hợp này sao? Không ăn. Phản năng chứ. Tức là mình tu ngược lại, mình dám như vậy, mình dám quyết tâm như vậy, tức là không ăn. Bữa nay thức ăn người ta dọn rất nhiều, nhưng mà mình tự nhiên khởi lên tâm muốn ăn đồ ăn ngon, muốn ăn. Bữa nay phạt nó bằng cách cho nó ăn chén cơm lạc thôi. Ai dám tu cái này nữa thì tôi nghĩ có thể đi vào đạo. Tại mình tham biết rồi. Tức là cái tâm này nó xuất hiện ra mình thấy chứ. Tâm gì? Tâm tham ăn. Tâm muốn ăn nhiều, tâm muốn ăn ngon. Cắt rồi. Nó sợ. Rồi một vài bữa nó quen, nó sợ, nó dám. Cứ ăn thì không có tự nhiên. Có của mày mà không. Đó là ở trên cái bước đường tu mà kinh nghiệm tôi đã thấy. Cho nên nó lâu ngày nó trở thành quen. Nó quen đi đó. Chỗ này Đức Phật nói là cái công đức của một người tu hành có. Cái công đức người tu hành sanh ra rồi đó, thì sao? Cái gì rớt lên cái lưỡi họ cũng đều biến thành vị cam lộ. Đấy là trên bước đường tu. Ta nói cao lương mỹ vị và cơm trắng hai cái này ta thấy giống nhau. Tại vì nó rớt trên cái lưỡi của vị sa môn. Vị sa môn tức là cái người mà đã trụ định rồi đó. Thì hai cái này giống nhau. Lòng khác. Nhưng mà khác nhau đó là cái nghiệp chúng ta. Đây là cái nghiệp. Cho nên cái nghiệp đó, cái này rất quan trọng. Mà đừng bao giờ nuôi cái nghiệp. Nên nuôi cái nghiệp của mình cái rất nguy hiểm. Thế là ở chùa Ấn Quang, tôi hay nhắc thầy Trí Khối, thầy Quang Trường. Tại vì bây giờ thầy cố nấu những cái thức ăn cho thật ngon để cho chúng ta ăn. Tôi nói thầy làm là có công, nhưng mà thầy hại người ta. Như vậy là thầy hại người ta. Mấy ông thầy này quen rồi nên sau này không có thức ăn ngon của thầy Quảng Trụ nữa là chết đấy. Đấy là sự thật. Thành là ăn cho ngon cho nên sử dụng đồ gia vị nhiều. Thậm chí bột ni mục ngọc mấy cô sử dụng nhiều. Một thời gian mình quen cái này thành nghiệp rồi đấy. Cái vị giác mình chết rồi. Cho nên nếu không có cái này là ăn được. Đấy là sự thật, cái người mà ăn ngon quen rồi đó thì cái trường hợp không có thức ăn là không thể chịu được. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta đừng bao giờ để cho nghiệp sanh, mà chúng ta cứ cắt bớt. Cắt bớt lần cho đến khi nghiệp hết. Cho nên nghiệp hết thì phiền não cũng theo đây mất chứ. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Nên cái pháp quán này Đức Phật dạy chúng ta đấy. Cái bước ban đầu tu mà không thực tập đó, thì không thể vào đạo. Cho nên nghiệp hết rồi, nghiệp này tức là cái đòi hỏi. Cái đòi hỏi của cơ thể chúng ta, cái đòi hỏi của tâm lý chúng ta. Cho nên nghiệp của tâm và nghiệp của thân. Cái khi hết rồi đó, thì trường hợp tâm chúng ta không nghĩ tới nữa. Và cơ thể chúng ta quen rồi.
Thành ra cái nghiệp chúng ta còn, cho nên có những người ăn chay nó bệnh hoạn, cái này là nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp hết rồi nữa thì cái trường hợp đồ chay đồ mặn cũng như nhau thôi. Đấy là sự thật. Mà đôi khi người ta thấy đồ chay nó còn tinh khiết hơn. Thế nên đồ chay nó còn tinh khiết hơn. Nó bảo đảm về sức khỏe người ta hơn là đồ mặn. Trên bước đường tu chúng ta, cho nên cái bước đầu này là chúng ta xóa được cái nghiệp, dùng cái pháp tứ thức giới để xóa cái nghiệp. Thì cái nghiệp này đó, chúng ta xóa được, xóa được cái thứ nhất đó là bệnh nghiệp. Nghiệp hết rồi nữa thì phiền não cũng sạch. Thế phiền não là gì? Tham sân si mạng nghi và ác kiến. Ta gọi trong tiền thật sự thì thân kiến, niên kiến, tài kiến thủ và hiện bất thủ. Đây, trong 10 cái truyền cái này đó, nó tự ràng buộc chúng ta. Đó là phiền não. Phiền não là cái gì? Nhưng mà phiền não này đó là phiền não chính. Nó còn lại 20 cái tùy phiền não. Thật ra 20 cái tùy phiền não nữa là nó phụ cho mình. Và vì con nhớ chuyện phấn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉu, hại, kiêu, vô tàn, vô quý, trọng người, không trọng, bất tính, nhạc đàn, tất đàn, thất niệm, bất chính trí. Đó là 20. Thì bây giờ trong lúc mà chúng ta tu hành, chúng ta kiểm là và cái nào sanh khởi, cái nào mà trong lòng chúng ta nó khởi lên thì chúng ta tận diệt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trên cái bước đường tu đó, hay phiền não khởi dậy chỗ nào thì chúng ta tận diệt ngay. Khởi lên trong tâm chúng ta thì ta tận diệt trong tâm, khởi lên trên thân chúng ta tận diệt trên thân. Đây là trên bước đường tu. Cho nên xóa, xóa được cái này rồi đó thì bây giờ chúng ta mới trở thành vị sa môn thực chứ. Chứ nếu mà ta còn giữ phiền não và nghiệp ta tu đó thì đây ta gọi là ma sa môn, hình thức sa môn nhưng mà tâm là ác ma. Thành ra phiền não ma, thành ra phiền não là ma, mà ta còn giữ phiền não trong lòng mà ta mặc áo sa môn thì cái trường hợp này là ma. Ma mặc áo sa môn là nó khác hơn sa môn thiệt. Thế nên ma mặc áo sa môn tức là sa môn mà còn tham sân phiền não. Nên nhớ, thế nên mỗi khi mà có một cái việc gì đó làm mấy cô bực tức khởi dậy thì cứ nhớ đây là ma. Cho nên ta loại trừ nó ra, chặn nó lại liền, loại ra đừng thấy nào. Tại ta đã là sa môn rồi mà còn giữ ma tham ở trong lòng, ma giận ở trong lòng thì cái trường hợp này là may rất nhiều. Thành ra nếu mà thực muốn tu theo Phật, muốn thành Phật thì cái chuyện này là chuyện tiên quyết. Cho nên nghiệp đã hết rồi, nghiệp đã hết tức là cái đòi hỏi chúng ta không còn nữa, đòi hỏi chúng ta không còn nữa thì phiền não cũng theo đây mất. Đây là trên bước đường tu, kinh nghiệm tôi thì phiền não nó mất rồi đó. Nghiệp cái phiền não mất rồi thì trần lao còn không? Tức là trần lao theo đây mất luôn. Cho nên gốc của nó là đoạn trừ chúng ta. Mà muốn đoạn trừ chỗ này nữa thì Đức Phật dạy chúng ta trong đầu luôn luôn cứ tập trung lại mà nghĩ. Mà nghĩ tới cái việc đó. Vô thường, khổ, không và vô ngã. Tức là vô thường, khổ, không và vô ngã. Tức là ta quán tưởng này, ta nghĩ như vậy đó. Thành ra mọi việc ở trên thế gian này là vô thường, tâm cũng là vô thường. Cho nên bữa nay họ hứa với ta như vậy mà ngày mai họ thay đổi đi, mình nói là tâm vô thường. Mình nói là tâm vô thường. Mà từ cái chỗ tâm vô thường mình quán sâu hơn chút nữa mình biết tại sao. Là tại vì nghiệp của mình. Nghiệp của mình cho nên mới có cái chuyện này xảy ra. Chứ còn phước thì nó khác đâu, tại vì nghiệp. Cho nên Đức Phật mà khi còn tại thế, có một mùa hạ mà không có thức ăn, Đức Phật quan sát thấy ngay cái này là nghiệp của mình, tức là túc nghiệp của mình. Đời trước của Ngài khi mà Ngài tu hành Bồ Tát Đạo, tu hành Bồ Tát thì trong cái lúc đó
Thành ra Ngài có một cái là hứa cúng dường cho các vị sa môn trong ngoài, hứa cúng dường. Nhưng mà tự nhiên Ngài thấy các vị sa môn này tu hành nó không được nghiêm túc, cho nên Ngài mới giận. Tại khi mà các Phật tử tu hành tâm niệm, thấy mấy thầy mấy cô tu ta muốn cúng dường, nhưng mà tới đây thấy mấy cô cái hạnh nó không được trang nghiêm, thành ra ông ta mới giận quá. Ông ta thôi bữa nay không có cúng cơm trắng nữa nữa, mà đi lấy lúa cho ngựa ăn, cúng cho mèo đấy. Tức là cái lúa để cho ngựa ăn nó khác với lúa để cho người ăn, mà lúa của ngựa ăn thì cái trường hợp đó nó khác đó. Thì bây giờ cho mình biết lúa ngựa ăn là gì. Bây giờ chúng ta nói là nếu mà hãy người giàu có đó, họ đem họ cúng cho ta gạo nằm hương hay là gạo gì đó, còn bây giờ đó họ giận ta rồi, họ muốn cho ta ăn gì nữa, thành họ đi kiếm gạo mục hay gạo mục cho ta ăn nhé. Thì như vậy đó, khởi lên cái ý niệm mà đem cái lúa ngựa cho sa môn ăn cúng dường cho mấy thầy, mà còn bị cái quả báo đó. Cho nên khi cái mùa an cư của Đức Phật tập hợp lại chúng ta này, thì trong cái lúc đó 500 thầy tỳ kheo là phải ăn lúa ngựa trong suốt 3 tháng. Có một mùa hạ nào đó trong thời Đức Phật còn thời thế, thì Đức Phật nói rằng chính cái chỗ này là cái quả báo phải trả. Thành ra quả báo phải trả, đấy là trên lúa ngựa. Cho nên luôn luôn chúng ta quán sát, quán sát để tận diệt mọi cái sự khởi lên ở trong lòng, để cho tâm chúng ta được đứng yên. Thành ra tâm đứng yên chỗ này ta gọi là trụ vào trong không, tức là trụ vào trong cái pháp không. Cho nên cái cánh cửa đi vào đạo đó là cái cánh cửa không. Vì vậy đó mà chúng ta không có thể nào mang bất cứ một cái hành lý nào đó, đi theo người mà qua được hết, không qua được cửa. Nó là cửa không, tức là buông bỏ hết tất cả vật chất rồi tâm niệm thì chúng ta qua được. Đây là trên cái bước đường tu, cho nên ta gọi là không môn. Không môn thiền môn có nghĩa là khi mà chúng ta đi tu ta phải qua được, chứ không có qua cánh cửa này nữa thì ở ngoài cửa chúng ta có tu bao nhiêu kiếp đi nữa thì có thể được một ít cái phước báo nhỏ nhỏ thôi, rồi hưởng hết phước rồi đọa vần đạo. Cho nên phải nhớ cố gắng mà qua cánh cửa. Thì bây giờ nó qua cái cánh cửa này đó, cái đầu tiên đó là cái pháp tứ niệm xứ Đức Phật dạy. Cho nên chúng ta phải an trụ chỗ này, là luôn luôn cứ nhớ là không. Ta nên nhớ được cái chữ không. Cho nên cái pháp danh mà đầu tiên của tôi đó, thầy tôi cho tôi là tâm không, tức là ở trong tâm và trong lấy cái này quán tưởng để tôi. Mà kinh nghiệm tôi đó, thứ hai mỗi khi mà tôi khởi lên cái niệm gì đó thì tôi thấy đều có chướng ngại, nhưng mà trở về an trụ với cái tâm không đó thì tất cả mọi việc đều tốt. Tức là mọi việc đó, đâu nó không an bài. Còn ta khởi lên cái niệm ta phải làm thế này, ta phải làm thế kia, ta phải giải quyết cách nọ đó, thì việc nó mỗi ngày nó rối thêm lên. Còn bây giờ cứ thả nó đi, thành ra an trụ ở trong cái không đó thì mọi việc nó tự nhiên. Nhưng mà an trụ ở trong cái không pháp này được đó, thì cái này Tổ Huệ Năng dạy chúng ta là sao? Tại vì tâm không có nghĩa là vô nhất vật, gọi là tâm vô nhất vật, tức là không để bất cứ một cái gì ở trong lòng mình ấy. Nhưng mà từ cái chỗ này, cái vô nhất vật trung vô tận tạng công đức, cái chuyện này, cái vô tận tạng công đức tức là cái công đức mà vô cùng vô tận, tam thấy ngờ tới được, tam thấy nào biết tới được,
Cho nên tất cả mọi cái phước lạc phước báo nó tới với ta đó là nó tới trong cái bất ngờ không? Tại ta không dùng ý. Hay là ta không dùng ý. Ta không nghĩ như vậy. Ta nói họ kính trọng ta, ta không nghĩ họ kính trọng ta, nhưng mà rồi họ kính trọng ta. Ta không nghĩ là họ sẽ cúng dường cho ta, mà là họ cúng dường ta. Đây là trên cái bước đường tu. Đừng để cho nghiệp sanh nghĩ rằng mình làm cái này họ sẽ kính trọng mình làm cái này họ sẽ cúng dường mình. Rồi khi họ không cúng mình, họ không kính trọng mình thì phiền não nhân đây sanh ra. Đây là trên bước đường. Cho nên khi mà chúng ta trụ không rồi thì ta tu được bao nhiêu công đức nữa, thì cái công đức này tự hiện ra. Ta nên nhìn thấy cái công đức mà nó hiện ra cho ta thì lúc bây giờ đó chúng ta mới biết được chúng ta ở trong giáo pháp của Đức Phật. Ta tu ở trong giáo pháp của Đức Phật và ta hưởng được cái công đức ở trong vô tận tạng của Đức Phật để lại. Đây cho nên cái người tu chúng ta nên cần phải khám phá. Lọt vô được chỗ này nữa thì cái nhu cầu chúng ta không còn nữa. Nhưng mà cái thặng dư của nó đó, thì cái này vô cùng vô. Đây là trên bước. Cho nên cái vô tận tạng, cái này là của Phật để lại cho ta. Vì vậy đó, mà nếu vị sa môn nào đúng như pháp tu hành đó, thì cái vị sa môn nó vô cầu, nhưng mà mọi việc đều tốt. Còn cái vị sa môn nào mặc áo sa môn nhưng mà tâm vận hành theo thế tục, vẫn có ham muốn, vẫn có tính toán đó, thì cái hoàn tay luôn luôn gian. Đây là kinh nghiệm tu của tôi thấy sợ. Cho nên muốn trao đổi với quý vị sư đây. Cho nên nhớ, ta đã khoác áo sa môn rồi thì lúc bây giờ nữa, bắt buộc là tâm chúng ta phải trụ ở không. Cho nên cái chữ không này rất quan trọng trong đời tu. Vì vậy nữa, nếu ai chưa vào cánh cửa không được nữa, thì tôi đề nghị ngay trên cái đơn của mình viết một cái chữ không để cho mình đây. Luôn luôn lúc nào nhớ qua cái cửa không. Qua cái cửa này thì không đem theo được bất cứ một vật gì hết. Nên chúng ta thường hay nói một câu là khi chết không mang theo. Mà khi chết không mang theo thì bây giờ chúng ta mang làm gì? Chết không mang theo được thì thôi bây giờ ta cũng cần mang. Đây là trên bước đường tu. Mà nếu ta chấp nhận, ta bằng lòng, ta bỏ xuống thì cái trường hợp ta qua được cánh cửa. Qua được cánh cửa bên kia đó thì cái trường hợp này, cái công đức của chư Phật để lại chúng ta trụ. Cái chỗ này thường ta gọi là bảo sở. Qua cánh cửa này là kinh pháp qua gọi là bảo sở. Tức là vào cái chỗ mà đầy những cái quý báu của chư Phật để lại. Cho nên ta khám phá. Chứ đừng bao giờ ở trên cái thế giới đầy tham vọng này mà mong cầu Phật pháp thì cái này không bao giờ có. Thành Phật pháp ở bên kia. Ở bên kia. Bên kia cánh cửa không. Cho nên nhập đạo là phải nhập không. Mà cái khi đó vào cửa không rồi đó, quý vị bước qua cái giai đoạn 2 nữa, chúng ta làm gì? Tứ niệm xứ. Thì bây giờ đó không rồi đó, chẳng lẽ chúng ta ở không à? Chúng ta ở không. Nếu mà quán tất cả các pháp đều không hết, ta buông xuôi hết, ta không làm gì hết, ta không nghĩ gì hết, thì công đức có sanh ra đâu. Thì như vậy ta trở thành ra một cái con người sống thừa trong cuộc đời. Ta là con nợ của xã hội. Ta là bao nhiêu người đem tiền của ta nuôi chúng ta rồi, họ không được gì hết này. Thì như vậy đó, nợ bốn ân này. Cái nợ bốn ân ta nói chứ. Này, cho nên cái quán không này là cốt để đoạn ba cái gọi là nghiệp chướng, phiền não và trần lao. Ta dùng cái thuốc này để trị cái bệnh này. Trị bệnh này thôi chứ. Thành ra trong cái lúc đó chỉ chữa cái bệnh thôi, chứ không phải là giết chết mạng sống. Nên cái người tu hành nhiều khi lầm. Lầm cái này đó, Đức Phật biểu chúng ta bỏ cái nghiệp chướng phiền não trần lao xuống, chứ không phải là bỏ cái mạng sống. Nên chúng ta lầm bỏ xuống là chúng ta bỏ cái mạng. Bỏ cái mạng là sai. Bỏ cái kia thôi. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta là bỏ cái tâm chấp thủ. Cái tâm chấp này bỏ, chứ không phải là bỏ cái mạng. Thành ra nhiều người không biết là bỏ luôn cả cái mạng thì thôi cuộc đời mình không rồi.
cái này lạc uống. Tại vì cái thân này đó, quý vị biết đấy, cái thân này Đức Phật nó rất là khó, đường cái thân người này rất là khó, nhưng mà bỏ nó đi rồi đó thì biết bao giờ ta được lại nữa, mà không được lại nữa thì coi như là tuyệt phần tu hành. Đây là cho nên ta được cái may mắn là ta có cái thân, nên ta nói là nhân thân năng đắc, ta là nâng năng đắc này mà được rồi, cho nên phải cố gắng giữ nó. Ta nên giữ cái sinh mạng nhưng mà bỏ cái thuộc quẩn này, bỏ cái thủ quẩn chứ không phải là bỏ cái ngũ quẩn, phải không? Đừng làm cái này. Ta nghĩ người mà sai lầm đó, bỏ cái thân ngũ quẩn, nó đây là ngũ ấm thân, nó hành hạ mình, cho nên bỏ nó đi, bỏ nó đi thì mất hết rồi. Cho nên trong kinh Bảo Tích nó nói là Đức Phật đại quẩn để nhắc chúng ta. Ta nên đây chúng ta cái tiểu quẩn, còn Đức Phật vẫn sử dụng cái đại quẩn. Đại quẩn tức là cái đại dụng, đại dụng tức là pháp giới, lấy pháp giới làm thân của mình, cho nên cái thân mạng này lớn hơn cái thân mạng chúng ta có. Ta nên lấy cái thân mạng nhỏ này tu để chứng được cái thân mạng lớn, lấy cái thân mạng hữu hạn này để mà chứng được cái sinh mạng vô cùng. Đây là trên bước đường tu. Nên kinh Pháp Hoa thì Đức Phật dạy chúng ta, xưa kia ta tu hành đạo Bồ Tát cảm thành thọ mạng, đến nay vẫn chưa hết mà nó cứ tiếp tục tăng trưởng. Đây là trên bước đường tu. Ta nên bỏ cái hữu hạn để đạt được cái vô cùng, chứ không phải là cái trường hợp mà bỏ cái này sai lầm thì chúng ta mất hết cái công. Cho nên bỏ cái thủ quẩn. Thủ quẩn tức là chấp, chấp thủ. Thầy nhớ trong 12 chi ấy, thì nó có một cái đó là phải vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc rồi thọ rồi ái rồi thủ, phải không? Tức là Đức Phật phải bỏ cái thủ này thôi. Cái thủ tức là cái chấp, bỏ cái này đi. Thành mình không chấp thì mình không khổ, còn mình chấp mình khổ. Mình muốn nó thế này, thế kia, thế nọ mà nó không theo mình là giúp mình khổ thôi. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên trụ ở pháp không để hạn chế cái nghiệp phiền não và trần lao sanh khởi. Nhưng mà lúc bây giờ đó là phát huy cái tư chất thần linh. Đây, trong cái tư chất thần. Cho nên không phải là chúng ta ở không. Chúng ta tu không phải chúng ta ở không. Để cho ngày qua, ngày tháng nó trôi qua rồi nữa mà cả một cuộc đời chúng ta không làm được gì mà thiếu nợ đặng đa thí chủ, thì cái này đời sau sanh lại để trả cái này kinh quá, cho nên không cho. Vì vậy đó mà cái người tu đó, người ta bảo là tu cũng như là lửa cháy đầu, như cứu đầu nhiên mà. Cái người đó luôn luôn lúc nào cũng quyết tâm, rất tiếc cái thì giờ trong cuộc sống đó. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, sở dĩ mà tôi được như ngày nay đó, là tôi luôn luôn cứ nhớ là đường mình còn xa, việc mình còn nhiều, phải làm, phải làm, phải làm. Cái này dứt khoát như vậy, làm để tạo nên được nhiều công đức, chừng nào tốt chừng đó. Đi càng nhanh tới niết bàn càng tốt cho mình, sợ đi không kịp. Cho nên sợ già yếu rồi nữa, mình không còn sức để đi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Khi mà cái thân này bỏ rồi đó, nhưng mà cái tâm chưa chứng đó, thì cái trường hợp này rất nguy hiểm. Cho nên đó, cần phải siêng năng, tinh tấn. Chỗ này ta gọi là tứ chánh cần. Cái người tu đây cái phương thuốc thứ hai mà ta sử dụng. Ta sử dụng phương thuốc này để chống lại cái lười biếng của ta chứ. Cho nên cái này chống lại cái lười biếng của ta. Cho nên tụng kinh chúng ta thấy cũng mệt, chấp tác chúng ta cũng mệt, cái gì chúng ta cũng ngán hết, chỉ có đi qua đường là sướng thôi. Đây là sự thật. Thấy thức ăn ngon là sáng mắt ra, cái này là đọa mất rồi, nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà cái người ham làm việc, ham chấp tác để kiếm một phần công đức đó, là cái này cái thực chúng ta làm. Cho nên em bảo là cái thiện dầu nhỏ mấy đi nữa là chúng ta cố gắng ta làm. Tại vì cái thiện chưa sanh thì phải làm cho nó sanh chứ.
Thiền chưa sanh làm cho sanh là thế nào? Tôi khi còn là học tăng ở Phụng Đường Nam Việt, tôi thấy Hòa Thượng Thiện Hòa làm giám đốc. Nhưng mà sáng nào Hòa Thượng dậy cũng thật là sớm. Ta nói Hòa Thượng dậy cũng thật là sớm. Hòa Thượng tự tay đi quét dọn. Rồi nếu Hòa Thượng, mỗi lần Hòa Thượng đi vệ sinh thì Hòa Thượng dọn cái phòng vệ sinh thật sạch. Đây là giám đốc của trường. Nhưng mà Hòa Thượng làm như vậy, nay chúng ta thấy. Mà ta thấy làm như vậy thì sao? Thì cái thiện tâm ta phải sanh ra chứ. Ta đã thấy Hòa Thượng làm như vậy nữa, thì ta tới chấp ta sẽ xá chứ. Mà thầy để cho con phải không? Đây mấy cô có hay làm vậy không? Thấy sư bà mà lụm cụm xuống dọn nhà vệ sinh cho mình, có để sư bà làm tiếp không? Phải sanh khởi ra cái tâm tay mình làm. Tay mình làm cái này, làm cái này là gì? Đây là một cái việc công đức nhỏ. Ta gây phiền hà cho đại chúng thì tội, mà làm cho đại chúng quan hệ thì cái này phước. Cho nên tôi mới nghĩ thế này, mình không có một cái gì mình cho đại chúng, mình không có một cái gì cho đại chúng, mà mình có một chút xíu sức khỏe như thế này, mình làm cái việc này để cho nó sạch sẽ cái chỗ vệ sinh cho mấy thầy đi. Cho nên lúc bây giờ nữa, nhân chỗ đó tôi mới xin tình nguyện làm người dọn dẹp nhà vệ sinh. Thế nên làm cái này, tại vì mấy thầy kia làm nhưng mà vì không sạch sẽ, để cho Hòa Thượng giám đốc xuống làm. Từ cái chỗ này cái căn lành tôi tự phát lên, tôi mới xin nhận cái trách nhiệm này. Cho nên tôi nhận cái trách nhiệm này đó, tại vì tôi biết cái giờ này là Hòa Thượng xuống làm, cho nên tôi xuống tôi làm trước rồi. Cho nên tôi xuống tôi làm trước cái này, tôi làm sạch rồi, thì bây giờ Hòa Thượng có tới đi nữa cũng không còn để mà làm. Cho nên tôi dành cái công đức đó trước của Ngài. Đây là trên bước đường tôi. Cho nên làm như vậy, tôi nghĩ tôi làm sạch sẽ cho đại chúng đó, thì tất cả đại chúng này đều thọ ơn của tôi hết. Tại đây là dược thiện. Mình làm một việc mà cho mọi người được an lành, an lạc, thì mình cho họ cái sự an lạc này, đây là công đức, tại sao mình không làm? Còn bây giờ nữa, những người khác nó tệ hơn rồi, nó xuống, nó phóng quế, nó để đó, để cho người khác vô dọn. Tại này kinh nghiệm tôi thấy đó, mình phóng quế, mình dọn, mình ít ghê. Nhưng mà dọn cái đồ dơ của người khác, cái này ớn lắm. Đấy là sự thật. Cái này là sự thật. Thành ra ở trên chùa Phổ Quang, năm nay tôi làm thiền chủ ở đó, thì bây giờ nó có một cái nhà vệ sinh nó bị kẹt đi. Nó kẹt đi thì sao? Mấy thầy cứ đi vô nữa là bịt mũi đi ra, đi vô đi bịt mũi đi ra. Trong đó có một thầy tỳ kheo, thấy vậy chưa? Đi vô nó tự móc cái này lên, móc cái phân lên, mò dưới cái con thỏ, dọn dẹp sạch sẽ đi. Tôi nghĩ đây, cái việc này, đây là việc nên làm, tứ chánh cần. Tại vì chỉ làm chút xíu, mình dơ một chút là mình đi rửa tay thôi, mình đi tắm thôi, nhưng mà mọi người khỏi bịt mũi nữa. Đây mình làm cho đại chúng được an lạc. Cho nên làm cho đại chúng an lạc là làm cho chư Phật quan hỷ rồi nữa. Mà mình làm cho chư Phật quan hỷ thì cái trường hợp đó mình tin tưởng một ngày nào đó Phật sẽ rước mình. Cho nên ít nhất ông rước mình lên đó để dọn nhà xếp không? Cái người như thế tôi nghĩ ở đâu rước không? Cái người như thế ở đâu thông rước hết chứ? Tại cái người này đó là luôn luôn có trách nhiệm, có lương tâm, thì cái người này ở đâu ta cũng mời. Người này là chư Phật thọ dụng. Cho nên hai cái việc tư chánh cần nữa, mình tới mình phóng quế rồi mình bỏ mình đi, cái này là việc ác này. Không nên. Cái này mình đi xong rồi mình dọn dẹp cho sạch sẽ, để cho người sau ta vô ta khỏi sợ, khỏi ngán này. Cái này
cái trách nhiệm của mình. Còn người khác làm mà mình phát tâm mình dọn dẹp để cho người sau mình nữa đó, họ không khổ. Chứ bây giờ đó, cứ một người làm dơ rồi bỏ chạy, người khác vô bỏ chạy, bây giờ tự nhiên những người này ghét với nhau, người này cứ đổ lỗi người kia, cứ đổ lỗi người nọ, hết phiền não nổi dậy, phải không? Đại chúng hết thanh tịnh rồi, cái này sai. Cho nên cái siêng năng tu của chúng ta thì cái trường hợp này quý vị thấy Đức Phật dạy, cái việc thiện thì ta siêng năng làm, và việc ác là ta siêng năng đoạn, đoạn ác và tu thiện. Mà cái thiện và cái ác này, cái gì đại chúng muốn ta làm mà ta làm đó, cái này thiện. Cái gì mà đại chúng không muốn ta làm nữa, cái đó là ác. Cứ phân ra. Cho nên trên bước đường tu này, nếu người nào mà khéo tu đó, thì ở trong chúng này một khoảng thời gian ai cũng thương mình hết. Ai cũng thương mình hết. Còn cái người không biết tu đó, thì ban đầu người ta cũng còn thương mình, nhưng mà cái cách xử sự ăn ở của mình sau đó đó, mà họ tức, họ chịu không được, họ chờ mãn hạn ra, họ đón ngay trước đường trường chinh kia thanh toán. Đây, tức quá mà ở trong này không dám ra, đang chưa biết. Đây là sự thật trên đức Phật tu. Cho nên ở đây ta tạo được công đức, mà ở đây chúng ta cũng tạo nghiệp chướng trần lao. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó là xóa cái phiền não trần lao và nên tạo công đức. Thì như vậy là trên bước đường tu chúng ta mới có thể thích. Cái người ta bước qua cái tụ thứ hai, qua cái tụ thứ hai này nhé, thì người ta tới bất cứ chỗ nào cũng được kính trọng hết, và Phật thọ dụng cái người đó. Cho nên tôi nói đó là ở Việt Nam chúng ta đó có rất nhiều chùa mà không có trụ trì, nhưng mà có rất nhiều thầy cô đó không có chỗ ở. Đây, thầy cô nào không có chỗ ở đây, chùa nào không có trụ trì đây, ta coi chứ. Cho nên cái thầy cô không có chỗ ở mà chùa để trống tạm rước về đó, là cái này tới phóng quế rồi bỏ em. Đây, tới đâu thì gây khổ đó. Thế này ai dung? Cho nên cái người nhẫn nhục tu hành, cái người siêng năng làm việc, cái người mà có lợi ích cho chúng, thì ở đâu người ta cũng rước. Đây là trên bước đường tu đó. Thấy cái chỗ này, cái này là sự thật. Cho nên quý cô thử làm, thử làm một số các cái động tác như tôi vừa nói đó, thì cái trường hợp chúng ta thấy cái kết quả chung. Thế là những người bạn chung quanh họ sẽ thương chúng ta này. Tại vì tôi xuất thân từ cái giai cấp nghèo, nhưng mà tôi ở Phật đường Nam Việt đó. Tôi ở Phật đó từ năm 1957, 57 tới 63, có mấy năm thôi, nhưng mà lúc bây giờ ở trong đại chúng ai thương, thương là vì lý do tôi làm. Tại tôi làm thiện, cái cốt là nông dân, cho nên thích lao động, cho nên việc nào khó tôi thích làm. Cái này là sự thật. Cho nên chia sẻ với mấy cô này thôi, cái tánh lười biếng ở đâu tập mọi người. Cho nên hở ra cứ nghĩ là bệnh cứ, mà bây giờ người ta cứ nghĩ mình không có bệnh, mà mình ra đò bệnh là mình biếng, phải không? Ai thương mình được. Cho nên làm được hết bệnh, siêng năng làm được hết bệnh. Đây là kinh nghiệm tôi đạt được cái tứ chánh cần này. Tứ chánh cần này thì mấy cô này ghi trên trên vách thêm chữ là chữ cần. Ở đây chữ không, nhưng mà đây phải đi theo chữ cần. Chữ không mà không có chữ cần đây đó, thì coi như là buồn trôi hết. Thì này không. Cho nên phải siêng năng, siêng đoạn ác và siêng tu. Mà cái siêng đoạn ác và siêng tu thiện này nữa được rồi đó, thì lúc bây giờ ta mới bước qua cái trụ thứ ba là gì, và tứ như ý túc. Thế nên tứ như ý túc cái chỗ này hơi khó này, phải không? Thế nên cái tứ như ý túc á, thì bây giờ ta thực hành sao? Giờ ở đây đó, ni sư nào đã thực hành có kết quả rồi lên thay tôi trình bày cái này nghe thử xem nào. Em cái tứ như ý được không? Không thì tôi ngưng ở đây, để kỳ sau là tôi lên tôi sẽ trình bày tiếp. Nguyện đem công đức này
chúng sanh